Thợ săn quỷ là những siêu chiến binh hùng mạnh một thời, nay đã tuyệt diệt. Tuy vậy, vẫn còn một gã thợ săn quỷ hiếm hoi còn sống. Động lực tồn tại tới nay của hắn là tên gọi của hàng trăm đồng đội đã hy sinh và trách nhiệm của một thợ săn quỷ nặng gánh trên vai. Sao ngươi biết rõ thế? Bởi vì chính ta là gã thợ săn quỷ cuối cùng còn sống sót. Thế lão quỷ ở trong thế nào? Ta cũng không rõ nữa. Trong trận chiến đầu tiên, ta trúng một búa ngất đi. Khi ta tỉnh lại thì trận chiến cũng kết thúc. Thảo nào mọi người gọi mày là Richter chém gió. Khả năng chém gió của mày khủng khiếp thật đấy. Ta bảo tiêu quèn, cứ tưởng mình là anh hùng huyền thoại à? Thằng hoang tưởng. Anh em tao rất vui khi mà có một thằng ngồi pha trò như mày. Quý Phạm Thiên Giả, tao chưa muốn chết, tao chưa muốn chết. Mặc dù hàng trăm năm đã trôi qua, mặc dù đã bị thế giới quên lãng, nhưng là một thợ săn quỷ, ta chưa bao giờ quên vinh quang và sứ mệnh đằng sau tên gọi này. Nơi nào có bóng tối, nơi đó là chiến trường của ta. Lần sau đừng lại gần một quỷ dương sắp chết, ngươi sẽ bị hắn nhập hồn.
sẽ ép cách săn quỷ với. Đã vài tháng kể từ khi ta là đệ tử đi theo Richter, gã không dạy gì ta về cách săn quỷ cả. Nhưng được cái là đi cùng Richter, ta lại được gặp rất nhiều quỷ. Con quỷ hôm nay thì đặc biệt cho phết, một con quái vật ba đầu. Bùa phép của nó khiến ta mê muội không thể cử động được. Ta nghe nói kẻ nào bị dính bùa mê của con quỷ này sẽ bị hút sạch máu tới chết. Ta sắp chết rồi. Ta sắp chết rồi. Gã thẳng tay giết con quỷ là thật. Phí vãi. Sinh như thế này mà lại là quỷ. Phí thế nhở. Tiếc thế. Một hôm khác, bọn ta gặp một con quỷ tốc độ nhanh như chớp. Mà số hưởng toàn gặp quỷ sinh ạ. Tuy gặp mấy con quỷ trước ta đánh không được phong độ cho lắm, nhưng lần tới sẽ khác. À, vừa nói xong quỷ tới thật kìa. Ta biết là ta xịn mà. Lưỡi gươm diệt quỷ đội mi si. Yeah!
subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.